Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiếp theo hành trình về đêm ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và bạn chúng ta cùng đi về ngôi chợ ở trung tâm Sài Gòn này, ngôi chợ đêm, đó là chợ Bến Thành. Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây là công trường Quách Thị Trang. Chúng ta nhìn thấy công trường của ngày hôm nay nè, đúng nghĩa là công trường luôn. Cần cẩu rồi những xe cơ giới, xe chuyên dụng, những kỹ sư làm việc ở bên trong cho cái tuyến đường sắt, tuyến tàu điện ngầm metro. Và bên đây đó là cổng nam cửa nam chợ Bến Thành, một hình ảnh rất quen thuộc của chúng ta và chúng ta không thể nào bỏ qua khi mà có dịp đến Sài Gòn này. Và hôm nay hòa theo cái không khí những ngày Tết, những ngày cuối năm, thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng cập nhật một số hình ảnh ở trong chợ Bến Thành này về đêm như thế nào ha. Xem hôm nay có gì đặc biệt không, lâu rồi chúng ta cũng không có quay lại chợ này. Và chúng ta sẽ đi một vòng để xem sao. Và bên cánh phải chúng ta đó là một cái đại lộ Lê Lợi ngày xưa. Con đường này đi đến nhà hát lớn thành phố nè, đi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Sài Gòn về đêm cũng rất là lung linh chứ bộ. Ta nhìn xa xa thì có những cái building nằm ở đường Nguyễn Huệ đó. Ở đây là cái bãi xe của bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Nếu mà các anh chị các bạn có ở các tỉnh khác hoặc là các quận khác, mình đến trung tâm Sài Gòn mình không có chỗ gửi xe thì mình gửi ở đây nè. Ở đây giá rất là rẻ, chỉ có khoảng 6.000, 5.000, 6.000 gì đó. Còn mấy chỗ khác thì có thể là 10.000, 20.000 nhưng mà không có chỗ để luôn. Và bên đây là cơ quan Cục Quản lý Đường Sắt. Và ngày xưa thì cái lề đường rất là rộng, nhưng mà để làm cái tuyến đường này thì tuyến tàu điện này thì cái phần vỉa hè ở ngay cục đường sắt này thu gọn lại nè. Hôm bữa chúng ta thấy rất là rộng nhưng mà bây giờ rút ngắn lại rồi để cho xe chạy dễ dàng hơn. Rồi chúng ta sẽ đi nha, đi một vòng xem sao. Ở đây cũng có rất là nhiều người đi du lịch, rồi đi mua sắm. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Ở đây thì không có đèn xanh đèn đỏ nên chúng ta đi từ từ thôi. Không biết chợ hôm nay như thế nào đây. Có mấy chú xích lô. Cảm ơn chú. Mình sẽ đi vòng bên đây trước đi ha, đi vòng cửa đông, từ cửa đông đi qua cửa tây. Cửa đông ngày xưa là đường Tả Thu Thâu đó, bây giờ là Phan Bội Châu. Quần đây quần áo sale rẻ nè, 70.000, 100.000, mặc qua mùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thể dục. Đồ thun, đồ thể thao đó, túi sách nữa nè. Túi sách thì bên kia là Di Lịch. T-shirt áo thùng 70.000 một cái. Quần áo, túi sách, đồng hồ. Nói chung chợ thì cũng không có đông lắm. Đây là hàng ăn nè. Rất là đông người thực khách. Tao qua tới đây quần áo tiếp nữa nè. Những cái đồ mà màu mè này có mấy chục ngàn thôi, 70.000 khoảng chừng $3 một cái áo. Giày cái vị khách đầu tóc bạc đó nhìn tưởng đâu là Bill Clinton. Để bán đồ lưu niệm nè. Và đây là dây nịch, đồng hồ, hôm nay chợ hơi vắng. Hôm nay là thứ sáu rồi, nhưng mà chúng ta thấy rất là vắng vẻ luôn. Sài Gòn bây giờ là gần 9 giờ. Cũng không đông lắm ha.
ta qua đây là đường Lê Thánh Tôn rồi nè. Kia có shop Cycle K, shop tiện lợi. Rồi sắp tới một tí thì có phòng trà Lệ Quyên nè. Đây là một luồng du khách Hàn Quốc. À, chúng ta thấy ở đây 90% du khách là người nước ngoài. Nói chung hôm nay chợ cũng chưa có gì mới, chưa thấy gì là Tết đó. Không biết em bé nó bị sao, hay gì mua tờ giấy số ủng hộ thì thôi gửi chị luôn. Hy vọng là chị có chút niềm vui gì đó trong cuộc sống. Con đường này cũng vẫn là những cái hàng trái cây, những là những cái shop bán trái cây tươi. Này, bánh kẹo, mứt, mứt bưởi, mứt gừng, mứt khoai, mứt dừa. Bánh kẹo quá trời. Đây là những cái giỏ sách bằng giấy bao bố rồi dây may. À, 120.000 một hộp, một hộp 2 muối. Tính ra sầu riêng có giá rồi ha. 2 muối là 120.000 và
khoảng 5 đô la. Nếu một trái nhỏ nhỏ. Trái nhỏ khoảng 10 đô la. Và nhìn chung hôm nay thì chợ cũng nói chung vắng, chưa có đông. Hôm nay thì mình thấy người người châu Âu nhiều hơn người châu Á. Đây có cô bán sao bột chê. Trái lòng mứt á. Trái lòng mứt là gọi là trái, hoặc là trái sa bô chê. Chúng ta qua đây là đường Lê Lai rồi, cửa này là cửa Tây nè. Qua bên kia là cửa Nam nè. Mình nhìn qua công trường Quách Thị Trang nè. Không biết hôm nay chợ hoa như thế nào đây, với những cái công trình như thế này. Đây là một phần của công viên 23 tháng 9 đó. Và một số hình ảnh ở khu chợ Bến Thành về đêm trong những ngày cuối tuần, cuối năm, gửi cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui nha, để chúng ta có một cái hình ảnh cập nhật về Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào. Và nói chung chợ Bến Thành về đêm thời điểm này không có đông lắm, và mình nhìn thấy rất nhiều du khách châu Âu, chưa thấy nhiều kiều bào mình. Chắc có lẽ những ngày cận Tết thì cô chú anh chị mới về Sài Gòn thì chợ Bến Thành sẽ đông vui tấp nập hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, và video đến đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Đi chợ mà phải ồ lên thì mới vui. Ồ cái này, ồ cái kia. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi chợ mình nhìn không thấy gì để ồ hết á. Chỉ có ồ vắng quá thôi. Nhưng mà vắng thì nó không vui. Rồi bye bye các anh chị và các bạn nha.